chị có số tiền này rồi chị sẽ dự tính sao chị? Dạ, đầu tiên là em có vốn rồi. Em sẽ lấy số tiền bác để sau đó em cũng mua đồ mũ thêm nữa, mua dây chai thêm để kiếm thu nhập thêm á, bằng rồi đóng tiền nhà rồi nếu như để trang trải trong gia đình chứ đó anh. Rồi có vốn mà mình giữ cái vốn mới làm ăn á. Mà bé nhỏ quá rồi sao mà mua dây chai thêm được chị? Gái lớn dữ à, kinh tế ổn định xong rồi em kiếm chỗ ở nào mà ổn định đó, ở lâu dài cho con em đi học được năm nào đỡ năm năm đấy. Dạ. Nghĩa xin chào cô chú anh chị. Hôm nay Nghĩa trở lại đây thăm năm mẹ con. Thì clip vừa rồi Nghĩa có chia sẻ là năm mẹ con bị chồng đánh, nên là mấy mẹ con cũng bỏ trốn, và cuộc sống của mấy mẹ con khó khăn. Và cũng có một người ở gần đây biết hoàn cảnh khó khăn thì cũng biết Nghĩa hay đi chia sẻ cho bà con khó khăn á, thì chị có liên hệ với Nghĩa và Nghĩa xuống Long Xuyên ghi hình. Thì sau cái clip vừa rồi á, Nghĩa chia sẻ thì rất là may mắn cũng như là rất là mừng cho mấy mẹ con là được Mạnh Thường Quân tặng một số tiền khá là lớn, thì em cũng mừng lắm. Và hôm nay em xuống đây thì có chị Đạt Lý cũng mua một ít thịt heo cho. Ủa mấy con mới về hả? Con đi đâu mới về? Con mới bán số mới về hả? À, con đem đồ vô nhà đi, bánh nè. Giỏi. À, con lấy chôm chôm vô luôn đi. Cũng bán số mới về hả? Rồi vô nhà mấy con. À, có chị Đạt Lý có dặn em mua một ít thịt cho gia đình của chị. Con thưa chú chưa? Con này con thưa chưa? Thịt heo đó của thịt heo quay của chị Đạt Lý mua cho tặng cho mình á. Dạ, cảm ơn anh. Nay thì em cũng có hẹn với chị là nói chị ở nhà nghỉ bán số một bữa Dạ. buổi sáng. Thì lên đây ngồi đi chị. Dạ. Ừ, cơm nước gì chưa? Dạ chưa. Chưa ăn cơm nước luôn hả? Dạ chưa. Rồi mấy con bán số lúc nào vậy? Mới đây đi chú. Mới đi hả? Rồi bán được tờ nào chưa? Được mấy tờ rồi? 11 tờ hả? Rồi bé. Con mệt. Thôi ẩm mày xuống đi, thích đi chơi kìa. Thôi mình đi ra sao ngồi cho mát rồi chị. Dạ. Tắt quạt đi. Tắt quạt đấy. Còn tí nữa chú quay phim xong rồi là khác. mấy anh em ăn bánh nha. Dạ. Mình chôm chôm chứ lộn. Bo quá rồi bo ơi. Bo ơi. Rồi cái ngày bữa hổm rồi chị chia sẻ rồi cái tâm trạng của mấy mẹ con giờ làm sao chị? Còn Dạ cũng đỡ buồn chứ. Tại vì mình buồn trong lòng thì mình chia sẻ được thì mình cũng bớt buồn. Dạ. Rồi sáng nay em cũng có hẹn nói là chị nghỉ bán buổi sáng đi rồi sao mà mấy đứa nhỏ bán chị? Dạ tại vì thấy còn em sợ ôm lại. Rồi không có tiền mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Sợ ôm lại á rồi thì kêu mấy đứa bán tấm nào đỡ tấm đó. Hôm nay mình lấy bao nhiêu tờ chị? Dạ 100 giá. Thôi bây giờ là để mấy mẹ con hôm nay nghỉ một bữa đi, Dạ. rồi em mua cái số hết này luôn cho Thầy không? khỉ. Cảm ơn nha. Thì bữa nay là mấy mẹ con nghỉ một bữa nha, rồi ở nhà ăn theo quay con chịu không? Cái này là sư cô mua giùm con nha. Dạ cảm ơn sư cô. Rồi còn nhiêu tờ con đếm đi con trai. Trăm giờ hết không? Rồi đếm Đứa hết lắp con. được không? Đứa tiền. Ngày hôm bữa thì có nghe chị chia sẻ là mấy nhỏ nhiều khi á mệt bệnh rồi cũng muốn nghỉ, nhưng mà mấy mẹ con sợ là nghỉ một bữa thì không có tiền
chi tiêu trong ngày hôm nay á, nên là nghe cũng thương mấy đứa nhỏ. Con đếm xong chưa? Rồi bữa nay con nghe chú nói mua giùm hết rồi, mừng không? Mừng sao? Mừng sao? Cảm ơn chú. À, 37. 37 hả? Con 37 ở đây nhiêu nữa? 37 với 16 là nhiêu? Đếm là... 37 với 16 là 53 đúng không? Dạ. Rồi đưa đây, chú mua hết cho. Cảm ơn chú đây con. Rồi. Mà đếm chắc chưa nha? Chắc rồi đúng không? Sao 100 tờ mà mới bán có mười mấy tờ, còn có 5-7 tờ vậy? Tại bán rất chiều. Ủa vậy bà, chiều qua là chị bán rồi hả? Có bán rất chiều nữa. Dạ. Rồi tí nữa chú quay xong rồi nhớ nhắc vụ tiền này nghe, để hồi chú quên á. Rồi con cảm ơn chú chưa, vì hôm nay là được nghỉ bán số nè. Rồi giỏi. Ngày bữa hổm chú hứa xuống mua chôm chôm cho con ăn đó, nhớ không? Vì con cảm ơn chú nữa. À, kem á là một tí nữa là chiều á là mấy mẹ con hôm nay nghỉ, chiều kêu mẹ dẫn đi mua kem, mua bánh trái ăn nghe không? Dạ. Chiều mấy mẹ con đi chợ mua, tại vì chú cũng đi kiếm nhiều chỗ chú cũng không biết nữa, ở dọc đường không ai bán hết á. Dạ. Vậy là bây giờ là cái tâm trạng của mình cũng đỡ buồn hơn hả? Dạ, chị đỡ buồn. Thì thật sự luôn á cô chú anh chị, là chị này chị cũng không có biết về cái quay phim giúp đỡ gì hết á, chị cũng bỡ ngỡ lắm. Dạ. Khi mà chị có một người ở gần nhà chị biết hoàn cảnh thì chia sẻ em thôi. Dạ. À, anh vô quay em cũng không biết nữa, chỉ là anh vô tưởng anh cũng chia sẻ một phần nào đó thôi, chứ em cũng không biết là quay nữa, em dạ. Không biết. Rồi tới giờ chị biết em quay đâu không? Dạ. Tới giờ chị biết chưa? Biết rồi. Biết rồi hả? Coi rồi luôn hả? Trời. Cái chị đó nói hả? Dạ chị đó nói, chứ lại vô kênh của anh đó. Dạ, cười kìa. Sao vậy? Cười hả? Quen không? Ngồi bên đây. Con ngồi đâu cũng được. Ủa chị rồi à? Thường mỗi khi mà chị cho mấy bé học á là mình có hộ nghèo không chị? Dạ hộ khẩu của em thì hiện tại chưa có ổn định đó. Dạ. Nó còn mập mờ. Rồi bây giờ em có chỗ ở xong rồi, cái em ấy hộ khẩu đây đàng hoàng rồi, cho mấy đứa này đi học. Dạ. Tại vì đời em đau khổ rồi, em không muốn con em khổ như em chứ đó. Cái mơ ước của em như vậy đó. Tại vì mẹ em khổ, em khổ, em không muốn con em nó khổ giống như em. Vậy đó, cho nó cái ăn cái học để mà nó biết suy nghĩ hơn em nhiều. Yeah. Vậy đó, cái học là chỉ có cái học là suy nghĩ nó hơi hơi thoáng một chút thôi. Rồi cho nó học là mơ ước lớn của em. Nhìn nó bán mà em cũng tủi trong lòng lắm. Tại vì con mình đi bán rồi không được đi học, gặp người ta cầm cặp đến trường cái nó nhìn hoài vậy đó. Mẹ con muốn đi học, mẹ con muốn đi học. Mà em cũng không biết làm sao nữa. Muốn cho đi học á thì chỗ ở thì chỗ còn tháng mấy đi trả lại nữa, không em không biết ở đâu nữa. Yeah. Rồi vì cứ vậy hoài đó mà thay đổi trường vậy đó thôi, em cứ mà cầu trời giống như là như có phép màu nào vậy đó anh nghĩa. Yeah. Đặng em cho con mình đi học có chỗ ở ổn định vậy đó. Yeah. Đặng cho con mình được đi học thì cuộc sống qua ngày cũng được. Yeah. Vậy đó. Vậy chứ... là tạm thời là chị sẽ ở đây rồi sẽ kiếm một cái nhà trọ ở lâu dài hả chị? Rồi cho kiếm một cái chỗ ở lâu dài cho con mình học mà. Ừ. Không có anh ơi. Tại vì chừng vài tháng một năm là người ta sẽ lấy lại. À. Vì đã là nhà thuê rồi chứ đâu phải là nhà của mình đâu. Dạ. Chị kiếm dạ. Cái phòng trọ nào á? Em cũng kiếm rồi nhưng mà không có. Không nhiều có. Khi một năm mà là cao lắm rồi đó. Dạ. Rồi không có rồi, cái chứ mình đã học một năm mà cứ nghỉ nữa. Dạ. Dạ bởi vì em mới không biết làm sao nữa. Bôi. Nhưng mà một năm việc học tụi nhỏ tiền bạc làm sao chị? Nếu mà đi học như vậy thì em lúc trước chưa có con bé này em lo được, lụm lụm chai chai được. Dạ. Từ lúc sinh bé này là em gái lớn này là gian dở chuyện học luôn. Dạ. Nhưng mà một năm để mà lo tiền học một đứa có nhiều tiền không chị?
Dạ nhiều, như cặp vở thì nhà trường lo, còn tiền thì mình tự lo chứ đó, tự lo rồi cũng mượn mượn đồ này đồ kia chứ đó. Rồi một năm mà bình quân đóng tất cả các khoản tiền mà cho một đứa học là bao nhiêu tiền chị? Dạ đóng lúc trước thì đóng bảo hiểm 100 mấy, tiền trường thì 900, thì cũng 1 triệu mấy đó, tầm 1 triệu mấy. Nơi nhà trường cho cặp vở chứ không phải tốn chi phí anh ơi. Dạ, tại vì mấy cái đó là mình không có hộ nghèo, mình không có cái chỗ ở luôn, rồi cho nên ta không có giảm được cái phần đó. Chỉ là cho cặp vở thôi à. Nên em thấy lo không nổi. Mình ơi, giờ... em lo không nổi vậy. Giờ mình cứ từ từ tính tới đâu hay đó hả chị? Dạ, tới đâu hay tới đó. Nhiều khi ngủ rồi buồn lắm, tự khóc hoài à, khóc một mình vậy đó. Rồi người ta thì có cha có mẹ, chồng con, anh em, chị em. Mình thì có mình à, muốn thiếu hụt gì cũng mượn ai cũng không được chứ. Tại vì muốn thiếu gì cũng không mượn ai được chứ. Rồi sống bay lắc cho lắc chứ đó. Giờ lúc rồi không có gạo ăn nữa, mì cũng không có. Rồi cái sai cái này đi cơm từ thiện ăn. Còn ăn thì mình lớn thì mình ăn được, còn bé này mới sanh ra không có sữa, không có ngoại trà đường. Rồi cô bác là cho sữa tươi rồi đó. Là một năm là một đứa đi học là khoảng 2 triệu hả chị? Một đứa một năm tiền mình cho hàng ngày rồi tiền đóng rồi vô là cũng khoảng tầm 2 triệu mấy. Là một đứa thì vậy, là hai đứa này là cũng tầm 5 triệu. Rồi tiền hàng ngày mình cũng như cho tiền hàng ngày đó, đi học đó anh. Yeah. Rồi đi ăn rồi nội đồ quần áo không rồi đồ đồng phục nữa. Cơm nước nữa ha. Cơm nước nói chung là nhiều lắm. Bởi vì em mới cho nó nghỉ. Cô mê học nhiều không? Nhiều hả? Nói chuyện đàng hoàng. Có hỏi dạ thưa nghe không? Dạ. Cái tay xuống. Để mẹ từ từ rồi mẹ lo, mẹ gán, mẹ tìm hướng cho tụi con đi học nha. Dạ. Nếu mà mình mà không có khả năng thì từ từ rồi bé này lớn rồi chị cũng cho mấy đứa vô học trừ tình thương hả chị? Dạ, đúng rồi. Sau khi mà em chia sẻ clip lên á thì cũng rất là mừng, và hôm nay thì cũng chia sẻ với chị một cái tin vui là được Mạnh Thường Quân tặng mình một số tiền cũng khá là lớn. Em cũng hy vọng là số tiền này sẽ giúp cho chị là vượt qua khó khăn. Dạ. Cũng như là tiền này của Mạnh Thường Quân giúp cho mấy mẹ con có tiền tìm một cái phòng trọ khác thuê á chị. Dạ. Thì trước khi trao tiền thì em cũng xin đọc tên của Mạnh Thường Quân nè. Có sư cô bên hội từ thiện Ni Viện Thiện Hội Úc Châu gửi cho mình là 11 triệu. Chị Đạt Lý gửi cho mình là 11 triệu. Nguyễn Thanh Thủy, ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu gửi cho mình 1 triệu. Chị Tiết ở Mỹ gửi cho mình 1 triệu 507 ngàn. Chị Candy gửi cho mình là 500 ngàn. Tổng số tiền là 25 triệu 10 ngàn. Dạ, em xin gửi chị là 25 triệu 10 ngàn của Mạnh Thường Quân. Em mong là số tiền này sẽ giúp cho gia đình mình vượt qua khó khăn, cũng như là tương lai sắp tới thì nhà trọ này người ta lấy lại thì chị cũng có tiền để mà tìm nhà trọ khác, cũng như là giữ một ít làm vốn mua vé số, hoặc là chị làm gì được chị làm. Em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em vượt qua khó khăn này, và em cũng cảm ơn anh Nghĩa nhiều lắm đã quay clip này lên Mạnh Thường Quân biết được để giúp đỡ em trong lúc khốn khổ này. Em cảm ơn nhiều lắm. Rồi chị nhận chị đếm lại giùm em đi chị. Rồi mấy con có muốn nói gì không? Cảm ơn chú đã giúp đỡ cho con. Rồi được rồi nha. Con cảm ơn các Mạnh Thường Quân luôn.
câu cảm ơn các bạn Hồng Quân. Rồi giỏi. Con trai nè. Dạ. Cảm ơn các bạn Hồng Quân. À. Con cảm ơn rồi. Đủ không chị? Dạ đủ. Đủ ha. Rồi em cũng gửi tiền giấy số chị. Dạ cảm ơn. Còn nhiêu tiền lẻ em tặng cho mấy bé mua cảm bánh kẹo ạ. Dạ. Rồi chị có số tiền này rồi chị sẽ dự tính sao chị? Dạ đầu tiên là em có vốn rồi, em sẽ lấy giấy số thêm bán để sau đó em cũng mua đồ mũ thêm nữa, mua dây chai thêm để kiếm thu nhập thêm á, bằng rồi đóng tiền nhà, rồi nếu như trang trải trong gia đình vậy đó anh. Dạ. Rồi có vốn mà mình giữ cái vốn mới làm ăn á. Dạ. Mà bé nhỏ quá rồi sao mà mua dây chai thêm được chị? Gái lớn giữ. Rồi em với bé trai đi. Đi mua thêm kiếm thêm. Vậy là bé nhỏ để nhà cho bé lớn giữ rồi nấu cơm nước luôn, bé nhỏ nấu cơm nước luôn. Là chị với bé trai đi rồi. Bé trai nhỏ ở nhà. Dạ. Rồi sau khi mà kinh tế ổn định rồi chị sẽ tính việc học của mấy nhỏ hả? Dạ kinh tế ổn định xong rồi em kiếm chỗ ở nào mà ổn định á, ở lâu dài cho con em đi học được năm nào đỡ năm đấy. Dạ. Dạ. Tại vì việc học gian dở cũng giống như mình vậy đó. Dạ. Giống như em khổ. Tại vì em đời em khổ rồi, như là cái trí thức mình không có. Dạ. Cho nên mình dù mình có khổ rồi mình cũng kiếm cái công việc gì nó vàng hơn vậy đó. Dạ. Chứ không có giống như em đi dầm mưa giả nắng. Dạ. Vậy đó. Thì chiều nay chị coi chị dẫn mấy đứa mua một ít bánh về nhà ăn nha chị. Cảm ơn anh. Dạ. Đầu tiên em mua 2 cuốn tập. Tại vì nó đòi kêu em mua tập hoài à. Ở nhà tự học á. Dạ. Nó kêu mua hoài mà không có tiền mua. Ai chị? 2 đứa luôn. Dạ mua 2 cuốn tập hả? Dạ. Kêu học ở nhà. Con nữa hả? Bạn cũng vậy luôn. Dạ 3 cuốn tập. Học tại nhà. Dạ. Dạ. Từ từ học theo vậy đó. Dạ. Vậy thôi mua cho đứa 1 bộ luôn đi. Dạ thì đó. Chiều nay em tính mua một đứa một bộ. Dạ. Cho tự học tại nhà. Dạ. Vậy đó. Tại học hoài vậy đó. À, chị biết chữ nè, chị dạy em, rồi anh biết chữ anh dạy em, rồi chị dạy dạy bé này. À, con học giỏi nhất nhà hả? Dạ. Yeah. Rồi mấy mẹ con cũng cố gắng lên nha. Dạ. Tiền cắt cẩn thận nha chị. Dạ, em cảm ơn nhiều lắm. Nhớ cắt cẩn thận nha, tại clip có đăng ở mạng á, nên tiền cắt cẩn thận nha. Dạ. Rồi mấy mẹ con dọn đồ ăn ra ăn đi rồi cho em coi với. Ăn đi để đói á. Bây giờ mấy gái giỏi đó nè, trai gái giỏi nè, rồi tiền đưa mẹ cất đi. Để mẹ cất cho. Đặt cái bọc em đi con. Ai cho con bọc cái? Đặt bọc đi rồi con dọn đi rồi. À bây giờ con dọn đi. Con ở nhà ai thường làm đồ ăn? Rồi dạ cái lớn. Lớn hả? Dạ. Con vào xuống đồ ăn. Lấy dĩa lấy trái cây ra con trai. Dạ. Đâu thường ngày ở nhà chú coi giỏi như sao trời, xong thấy giỏi thấy ngồi không vậy? Con lại bà dễ cho con làm đi nè, lấy con cái dĩa lớn cũng ngoại. Có bánh mì nữa nha con. Thế chị đó con chọn ngồi vậy ăn đấy, ngồi vậy, ngồi vậy con. Bà dĩa bo, bà bo này lấp chắc quá. Dạ con lấy này cũng ngoại trước đi. Dạ cái đầu bữa nay là mấy mẹ con nghỉ bữa nha chị. Dạ cảm ơn dạ. Bữa nay nghỉ nha con. Không bán anh Nghĩa lấy hết rồi. Ăn trước hả chị? Dạ. Rồi lên trước, lên trước. Không có ăn ở đây anh. À. Mà tại cúng ngoại. Dạ. Rồi chết chết rồi con. Để xuống đi. Để đập lên. Ngon không con? Ôi, ký thịt lận đó. Ngon. Nếu mà ăn không hết đó thì mình sẽ làm thêm một món khác. Để đập lên đó đi. Coi cái dĩa đựng bánh mì nè con trai. Nè. Mình lấy cái tô đưa con. Con đưa cho anh đi. Đó, để bánh mì vô. Rồi lấy cái tô này. Hấp dẫn không? Vỗ tay. Bữa nay ở nhà ăn bữa ngon rồi nghỉ ngơi luôn. Chắc đúng rồi. Phải lấy bọc bắn rồi đó.
thơm quá à. Chú Nghĩa nghe thơm quá. Ăn... Dạ. Mẹ ăn. Mấy mày con ăn đi. Ăn bánh mì chấm sữa đi. Ăn mày chấm sữa đi hả con. Dạ đó. Để đồ chua chung vô leo luôn chị. Dạ. Đâu? Để bằng bên. Sáng ngày em chạy kiếm cả buổi trời luôn á mới được thịt này nè. Em đâu có biết chợ nằm ở đâu. Em chạy từ đầu đường cuối đường chạy hoài không thấy ai bán cái gì trơn luôn á. Cái thấy một cái hẻm thấy đông quá mới biết cái chợ vô mới tìm được. Em định mua vịt quay mà không ai bán vịt luôn á. Dạ. Như khu mình cũng ít người bán á chị. Dạ ít người bán anh. Lấy đũa coi. Rồi vô ăn đi con, vô ngồi ăn đi con gái. Con ngồi ăn tự do, chị ngồi ăn tự nhiên đi. Con ăn không con? Ăn cho. Con đâu ăn ba. Cho nó đến. Mặt đi, đừng có vô rồi em nha. Rồi, ăn đi con. Cho em đâu biết con đổ đâu. Con bóc đi. Không. Cầm thịt bóc ăn con ngon mà. Con bóc thêm một cắp cho em đi kìa. Lấy đũa luôn đi. Thôi khỏi. Con bóc đi chắc hơi tay hơn. Rồi con ăn đi. Rồi không bỏ rồi. Nha. Rồi ăn đi chị. Dạ ăn đi. Dạ ăn đi được rồi. Ăn tự do đi. Dạ. Lộn ăn tự nhiên đi lộn. Trời ơi ngon quá à. Ngon thiệt. Đỡ quá à. Vậy cho chú làm cục luôn nha. Cái rửa. Để, thôi được được rồi. Em dùng tay luôn được. Em để vào đây. Em mời cô chú anh chị luôn nha. Xin phép dùng tay. Cái cứng hả? Cái đó là ngon á. Nhưng mà tại vì con nhỏ, hòn chưa có răng. Để bà ăn cho. Ngon ha. Tính chấm thì chú. Ngon con. Đây là để lấy cho. Cái bà lại coi. Hồi lâu lắm rồi em mới ăn cái này lại luôn. Dạ. Chắc bao cũng nằm rồi. Bao cũng nằm. Sao lâu chứ hả? Mẹ ơi. Tại có mình em đâu có ăn đâu. Từ lâu rồi đó giờ không ăn được cái món ngon. Dạ. Ngon không con? Tí ăn của em mọc lên chưa? Bữa nay là nghỉ ngơi em bữa đó nha. Dạ. Chiều mẹ dẫn đi chợ mua bánh ăn. Dẫn đi mua máy tập nhà tụi con tự học được đúng không? Dạ. Ăn nữa chị gấp cho mẹ con. Dạ được kìa ăn đi. Ăn. Thôi em ăn nhớ được rồi. Em ăn ít để hồi anh chị em ăn nhiều. Em ăn hết đó là. Chứ em ăn nhiều. Ăn đại đi ngại gì dạ. Con đưa cho mẹ đấy con. Em ăn nhiều. Con lấy cho mẹ chén em gấp một chén cho mẹ ăn coi mẹ ăn nhiều có nào. Mẹ ăn hết rồi chú mua thêm một cái nữa. Hả? Con ăn tự nhiên đi. Dạ. Chắc chú làm thêm miếng nữa quá. Ngại ăn quá. Nè con nè. Nè con trai ăn hơn nữa không? Nè chú cho nè. Dạ. Cảm ơn chú chưa? Cảm ơn chú. Giỏi. Rồi bữa nay ăn bữa ngon lành luôn thiệt con. Ngon lành thiệt con. Ngon quá ha. Em mời cô chú anh chị. À. Cái miếng nào nhỏ nhỏ đút cho mẹ ăn đi con. Có nè. Dạ. Em coi cho ăn nhiều sao ăn nhiều nha. Hết rồi luôn đi. Hết luôn á. Hết nữa không? Dạ. Hả? thật sự ngon lắm luôn. Quay ngon ghê á. Ngon thiệt. Dạ. Ăn nghĩa ăn chung cho vui. Ngon không trời? Ngon. Ngon ha. Từ lúc em bước vào khổ tới giờ là chỉ có ngày này là ăn ngon mà vui. Dạ. Ngon quá trời đó. Chắc làm thêm miếng nữa quá. Làm miếng chú. Tự nhiên chú ơi. Mai mốt mà chú có dịp đi ngang á, có mấy con nấu cơm cho chú ăn ké được không? Được. Được không? Cho không vậy hả? Không có làm gì.
Ăn đi con, ăn nữa đi. Ăn mạnh lên. Ăn đâu rồi? Này ở đây. Này con. Không có. Không có hả? Thôi chú nhiều đó thôi. Ăn cái chiều, ăn cái tối luôn. Ăn cái chiều tối luôn. Ăn hết rồi sao? Ăn hết rồi mà mai ăn món khác hay con? Ăn thoải mái vô chị. Hồi nãy em mua ký không biết mấy mày con ăn hết không, nãy định mua nhiều hơn mà sợ ăn không nổi. Mua gì tới 1 ký chưa? Nửa ký được rồi. Nhân ký á? Dạ. Dạ. Ký ăn hết không? Hết. Hết. Dạ. Ăn cái tối ăn cái chiều. Dạ. Anh cảm ơn anh Nghĩa nha anh Nghĩa. Dạ. Không có anh làm sao mà em vượt qua cái khó khăn này. Dạ. Ví dụ anh không quay đi, rồi người ta đâu có biết đâu anh Nghĩa. Bây giờ em không có gì để nói, em có một câu chúc là anh được khỏe mạnh, tư vui để mà quen những người khác khổ như em vậy nè, có thể là hơn em hoặc là gì đó. Yeah. Em cũng chúc anh là sống lâu để mà giúp đỡ những người khó khăn vậy đó. Yeah. Ngoài cái câu nói ra em không biết nói gì, tại vì em cảm ơn anh nhiều lắm. Tại vì anh quay clip mà mặc thùng quân rồi mới biết tới em. Không có những người như anh làm sao mà mọi người phải biết em vậy đó. Chứ em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm. Yeah. Để giúp đỡ em trong thời gian những lúc khó khăn này, nhiều lúc mà em tự nghĩ em ước gì mà có phép màu để mà xoay sở trong em lúc này. Nhưng mà ông trời ông cũng giúp em lúc này, là em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân và anh Nghĩa và cái tất cả mọi người vậy đó. Dạ em cảm ơn chị Đạt Lý đã tặng cho em bữa ngon hôm nay. Nhờ chị mà bữa hôm nay con em được vui vẻ để ăn ngon. Em cũng chúc chị nhiều sức khỏe để giúp đỡ những người khác khổ như em có bữa ăn ngon vậy đó. Dạ. Yeah. Cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ yeah, rồi. Mấy mẹ con cố gắng lên đi. Mạnh Thường Quân cũng vui rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Ăn thân thoải mái đi. Yeah. Chị. Gấp tự nhiên đi, đừng có ngại chứ, người miền Tây mà ngại em gì. Em không có ngại, em sợ ăn nhiều quá. Có gì đâu, thì ăn nhiều tốt chứ sao đâu. Ngại nó không dám ăn nhiều thôi, giống như em giờ làm thêm miếng nữa. Bao lên nữa. Ăn một muối nữa. Rồi. Này con. Ê gọi. Cầm cho chú vô. Thôi giờ vô nè. Cụng nè. À cụng nè, con bóc tay luôn đi. Quen. Vô nè. Này con, cụng nè, 1 2 3 nè. 1 2 3 vô. Đó. Ngon quá, sướng không? Đã ha. Nhớ là ở nhà phải ngoan với mẹ hay không? Không để làm mẹ buồn hay không? Sau này lớn lên làm phụ mẹ nha. Ai trong nhà mà lớn thì phải là trông em dạy em. Đúng không con? Dạ. Ngon quá trời. Ngon nè, ăn dạ. Nè. Có anh là động lực cho mấy mẹ con em hôm nay. Thiệt mà. Mấy mẹ con em hôm nay ăn ngon rồi được bán hết số nữa, được nghỉ một ngày đó. Không thấy bé lớn sao? Cụng lại ta. Ê, cụng lại miếng nữa ta. Thôi cụng đi, ăn bắp ta luôn em anh chị. Rồi cụng này vô. 1 2 3 vô. Ngon quá. Ngon thiệt. Không, thịt heo ở đây á là giòn, sao đó chị? Giòn mà thơm mà, ngon, vừa miệng luôn. Vừa miệng ăn. Vừa miệng luôn. Ừ. Và cảm giác không có mỡ luôn á. Dạ đúng rồi. Cái này là không mỡ. Béo. Mỡ nhưng mà không có béo. Không có béo. Dạ. Thơm một cà phê. Dạ. Dạ thì mấy mẹ con cũng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Thì mấy mẹ con cứ dùng ngon miệng đi, thì bây giờ thì em cũng xin phép em về. Dạ. Thì trước khi về thì em chúc mấy mẹ con được nhiều sức khỏe và hy vọng là cô chú anh chị có xem tiếp, thấy mấy mẹ con có đi bán ở Long Xuyên á của An Giang thì mua ủng hộ cho mấy mẹ con tờ giấy số. Có dịp thì chú sẽ xuống thăm tụi con sau nha, nhưng mà chưa biết bao giờ nha. Nhưng mà sau này chú xuống rồi còn nhớ chú không? Nhớ không? Nhớ. Chắc không? Dạ. Rồi. Bắt đầu giờ nhớ nha. Chú
Định nói là chú cũng giữ gìn sức khỏe. Dạ. Rồi em về nha. Dạ. Thôi chú no rồi. Chú no rồi. Dạ. Em cũng xin phép là khép lại video tại đây. Em chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và được nhiều thành công trong cuộc sống. Em cũng xin lời cảm ơn các mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng em để mà em có thể là san sẻ cái niềm vui tới cho những cô chú anh chị, những anh em đang gặp khó khăn ạ. Máy bay tụi con nè, vô máy bay rồi, vô máy bay chú về nè. Kiểm qua cho quẹt, kiểm qua cho. Máy bay bo luôn nè, bo. Máy bay quẹt, máy bay nè.